cây cảnh đẹp chưa này, sông nước, sông Hồng nha mọi người. Cần tây vào cho nó thơm mọi người nhá. Xong rồi mình đảo đều, bắt đầu xong cho nước sốt vào luôn các bạn nhé. Cho 3 muỗng cà phê nước tương, không cho tương gà. Ốc bột Hàn Quốc nữa nhỉ. 2 thìa bột nêm. Sa tế là không thể thiếu nhá. Ai ăn cay thì 2 thìa, còn mình thì chỉ ăn 1 thìa thôi. Cho ít hạt tiêu. Xong đảo đều nhé mọi người. Đảo một lúc nha. Bây giờ bắt đầu mình cho bạch tuộc vào. Đấy, mọi người có thể cực ngon chưa? Đảo đều tay nha mọi người. Mình nấu ở giữa lòng sông đây rồi nha. Đấy, các bạn không phải đẹp chưa? Ngọt ngọt, giòn lắm.
rau sống. Mình ghép nước rau sống với ớt nha. Rộng lắm. Ăn ngoài khỏi chê hết ý luôn. Nhiều cây lắm các bạn.
clip mình là cho các bạn xem cây ở đây nhiều không? Đẹp trai lắm. Xin phép phép video ở đây nhé. Các bạn vào video lần sau nhé.